Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình bản tin công nghệ mỗi ngày của TND. Cũng như mọi ngày thì mình sẽ tổng hợp những cái câu hỏi khó nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay thì tôi nhận được một câu hỏi của một bạn độc giả. Nói thực sự mà nghe đúng rất là khó trả lời luôn. Bạn hỏi tôi là như này: cho em hỏi máy tính MacBook và máy tính Windows, máy nào chạy tốt hơn? Nói thực sự với các bạn thì câu hỏi này là quá khó để trả lời. Nhưng mà tôi sẽ trả lời bạn với một câu hỏi là khách quan giữa thương hiệu MacBook và các thương hiệu máy tính xách tay mà chạy hệ điều hành Windows. Mời các bạn đón xem. Đầu tiên thì mình có đôi lời nói về chiếc MacBook trước. Như các bạn biết, MacBook nó là một sản phẩm của Apple. Nó là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng trên thế giới. Và cái định hình của cái hãng này thì nó khi nó sản xuất ra nó là cao cấp. Có nghĩa là sản phẩm của họ thì hầu như sản xuất ra đều là rất là đắt tiền. Nó cao hơn những phân khúc máy khác và không có phân khúc giá rẻ. Nên chính vì thế chúng ta sử dụng MacBook thì chúng ta định hình luôn nó là sản phẩm cao cấp. Lưu ý là như vậy. Giá thành cao và phân khúc cao cấp nên cái tỷ lệ bảo hành của các sản phẩm Apple gần như nó là thấp nhất thế giới. Và cái dịch vụ đi kèm của nó rất là tốt các bạn ạ. Riêng về phần thiết kế của MacBook thì tôi cũng nói luôn nó là rất là hoàn hảo. Sản phẩm nào của họ nhìn cũng phải biết nó toát ra cái vẻ sang trọng và đẳng cấp. Kể cả những cái vật liệu như là nhôm để sản xuất ra cái máy này thì cái thiết kế của nó thì nó thực sự là rất là khác biệt. Còn hầu hết kể cả những cái công nghệ để ứng dụng ở trên chiếc bo mạch chủ hoặc ở trên màn hình của Mac thì nó đều khác so với Windows. Và họ đều dùng một cái sự cải tiến hoặc là những cái công nghệ dường như là đi trước hãng Windows. Ví dụ như các cổng kết nối ở trên Mac, ví dụ sạc Mac cũng dùng một cổng riêng, và những cái cổng kết nối như là Thunderbolt nó cũng đều là riêng. Và những cái cổng này là trước Windows rất là nhiều, cái tốc độ của những cái cổng Thunderbolt nó cao hơn nhiều, và bây giờ là USB-C. Và nó còn có là Thunderbolt 3, tốc độ chuyển tải dữ liệu lên đến 40GB/s, nó nhanh hơn tốc độ máy của Win rất là nhiều. Kể cả những cái ứng dụng và những cái phím và những cái cảm biến bàn phím các thứ ở trên máy Mac thì từ đánh giá cũng là rất là cao, và phím ở trên Mac gõ rất là sướng. Và đặc biệt là cái tun chuột, cái cảm ứng của cái tun chuột ở trên cái touchpad của MacBook ấy, nó nhạy không khác gì trên màn hình iPhone hoặc iPad của các bạn cả. Nên chúng ta sử dụng cái chuột Mac thì nó thực sự là rất là sướng. Và kể cả những cái công nghệ màn hình, Mac nó cũng có thể dùng riêng một cái chuẩn màn hình riêng cùng độ phân giải cho một chiếc máy Win hoặc máy Mac, nhìn bao giờ nó cũng lịnh mắt hơn và nhìn nó đẹp hơn. Tôi cũng nói qua về bo mạch chủ trên các dòng MacBook, các bạn lưu ý là riêng thằng Mac ấy thì từ những năm 2008 ấy, cái chip của nó gọi là chip onboard, có nghĩa là nó thiết kế là liền và đều dán, kể cả những cái thiết kế mẫu mới ấy, từ RAM này, CPU này, ổ cứng nó đều dán trên bo mạch chủ, nên khả năng thay thế nâng cấp nó cũng khó hơn máy Windows rất là nhiều. Nhưng đổi lại những cái phần cứng của nó được tối ưu hóa chạy cho hệ điều hành OS của nó cực kỳ là tốt, mặc dù là nếu mà so với phần cứng với máy Win ấy thì nó vẫn khiêm tốn hơn rất là nhiều, những cái hiệu năng trên chiếc MacBook nó vẫn đạt cao hơn so với chiếc máy Win. Còn cái cuối cùng tôi muốn nói đến các bạn đó là cái hệ điều hành OS trên chiếc các phiên bản MacBook hoặc là trên iPad, các sản phẩm máy tính xách tay của Apple ấy, thì riêng cái hệ điều hành của nó thì được mệnh danh là bảo mật nhất thế giới. Và cái nó sản xuất ra cái hệ điều hành Mac nó chỉ tối ưu hóa cái phần cứng của nó, mặc dù phần cứng Mac thường là khiêm tốn hơn so với Windows. Phiên bản mạnh nhất trên một chiếc MacBook Pro bây giờ hiện tại dừng lại cái dung lượng cạc màn hình ý, nó chỉ dừng lại dung lượng là 4GB, nhưng thực tế hiệu năng của nó là tớ test tớ chạy thấy nó rất là sướng. Còn mặc dù bây giờ trên máy Win ý, thì có đến cạc 8GB và có những cạc GTX chẳng hạn, nhưng nó nhân đôi lên đến 16GB cạc, nhưng thực sự trên MacBook chỉ có 4GB thôi các bạn ạ, mà nó chạy cũng vẫn rất là sướng. Còn cái cuối cùng tôi muốn nói đến cái hệ điều hành Apple của nó, được cái nó tương thích rất là tốt và tất cả các sản phẩm của Apple đều tương thích nhau. Chẳng hạn là các bạn có thể dùng một tài khoản iCloud, có thể dùng để gửi tin nhắn iMessage trên miễn phí trên chiếc MacBook này chẳng hạn, hoặc là dùng chung với iPhone, và chúng ta chỉ cần đăng cái tài khoản và tất cả những cái là dữ liệu chúng ta ghi là ghi chú này, máy ảnh, phim, viết các thứ nó đều lưu và chuyển tải cho nhau, và chúng ta có đều thể xem được, có thể dùng MacBook để gọi điện FaceTime được. Cái đấy tôi thấy là cái hệ điều hành này rất hay trên MacBook. Cái ưu điểm nữa tôi muốn nhắc trên các máy tính Mac đó là cái thời lượng pin. Hiện nay cái dòng MacBook năm 2016-2017 thời lượng pin của nó đạt được khoảng 8 đến 12 tiếng. Nói chung là cả một ngày chúng ta đi làm không cần phải sạc cũng rất là tốt. Ưu điểm thì tôi nói hết trên chiếc máy tính Mac rồi, nhưng có cái nhược điểm đó là cái giá thành ở Việt Nam rất là cao, và đặc biệt cái hệ điều hành OS đối với những người chưa từng sử dụng thì nó sẽ hơi khó hơn một chút. Và cả những cái phần mềm mà chúng ta muốn dùng trên cái hệ điều hành OS nó cũng vẫn ít hơn so với Windows nhiều, và chúng ta phải tìm kiếm. Còn nếu mà không thì tìm kiếm để bẻ khóa, còn không thì chúng ta phải bỏ một số tiền rất lớn ra để chúng ta mua bản quyền, vì cái thằng Apple này hầu hết là nó đều tính phí. Còn những cái mà miễn phí mà để bẻ khóa để dùng như trên máy Win thì nó cũng khó hơn so với trên máy Win. Nên ai mà chưa từng trải nghiệm Mac thì hoàn toàn phải học lại từ đầu hết. Còn nếu mà ai đã dùng quen rồi thì dùng của nó rất là sướng, mà cái hệ điều hành Mac nó dùng rất là đơn giản và tối ưu cho người dùng rất là tốt. Apple thì tôi đã nói hết rồi, nhưng bây giờ tôi sẽ nói đến hệ điều hành Win. Máy Win dùng rất là tốt nha các bạn nhé, chứ không phải là nó không tốt. Nhưng mà máy Win thì có rất nhiều hãng tham gia để sản xuất máy tính để chạy hệ điều hành Windows, nhưng thằng Apple ấy thì chỉ có một của nó thôi, bởi vì hệ điều hành của nó là nó phát triển. Còn riêng thằng máy tính Win ấy, hệ điều hành của Microsoft nó cũng giống như Android, của nó sản xuất ra rất nhiều máy, và máy nào cũng có thể chạy được, từ những cái máy đắt tiền, những cái máy rẻ tiền đều có thể chạy điều hành Win được.
cái hệ điều hành Windows ấy là do Microsoft phát triển và nó chạy cho tất cả các hãng máy tính sản xuất Windows đều có thể chạy được. Nó cũng giống như Android, có nghĩa là nó chạy chung. Thường là một cái hệ điều hành ấy nó sản xuất cho nhiều máy ấy, thì nó sẽ làm sao nó lôm la, nó không thể mượt mà như sản xuất cho một cái máy được. Từ những cái máy yếu cũng có thể chạy Windows được, mà những cái máy khỏe cũng chỉ chạy hệ điều hành Windows. Nên chính vì thế thì cái kho ứng dụng của Windows nó rất là lớn và rất là, ví dụ như các bạn dùng cái phần mềm ở Việt Nam ấy, chúng ta có thể cài và bẻ khóa dùng rất là dễ, nên nó không khó như trên Mac. Nhưng cái nhược điểm của dòng Windows đó là chạy thì tôi thấy nó thực sự là nhận xét chung thì nó hơi ì ạch hơn so với trên Mac, nhưng mà thực ra nó chạy vẫn dùng vẫn rất là tốt và nó tương thích tất cả so với người dùng, chứ nó không phải kén so với trên MacBook. Nếu mà so sánh cùng phân khúc giá tiền thì trên MacBook, ví dụ cùng cấu hình thì cái Mac nó sẽ đắt hơn. Còn thường những cái máy Win mà cao cấp thì thường nó cũng có thể là la lá hoặc sản xuất ra cạnh tranh nhau thôi. Nhưng mà tôi cũng phải lưu ý là hai cái phân khúc Mac và Win nó hướng đến hai đối tượng người dùng. Khả năng mở rộng phần cứng trên máy Win nó hơn trên máy Mac, nó rất dễ để nâng cấp. Và cái phần cứng để trang bị trên máy Win gần như nó là vô biên, chứ nó không phải là gói gọn một cấu hình như ở trên Mac. Trên Mac nó rất là ít cấu hình, ở mỗi một năm Mac thường nó chỉ ra được một sản phẩm, còn trên máy Win nó là rất đa dạng và rất là phong phú kiểu dáng. Và đặc biệt cái hệ điều hành Windows thì các biết là kho ứng dụng của nó lớn nhất thế giới, và chúng ta có thể rất dễ tìm bất kỳ cái phần mềm gì, nhưng trên Mac thì tìm nó sẽ khó hơn. Nói chung là nó phổ thông hơn so với hệ điều hành Mac. Hiện nay có một cái nữa là Mac không đuổi kịp Win, đó là cái nó được trang bị cấu hình phần cứng mạnh trên các máy tính chạy Win để chơi game. Trên các máy Mac thì thường nó giới hạn hơn, chứ còn máy Mac thì không ai dùng để chơi game chuyên nghiệp cả. Nhưng mà thường trên các máy chạy hệ điều hành Win ấy, các nhà phát triển game ấy, nó phát triển nhiều hơn so với trên máy Mac. Tổng quan lại thì máy tính chạy hệ điều hành Windows cũng rất là tốt và máy tính chạy hệ điều hành Mac cũng rất là tốt. Hai đối tượng người dùng Windows và Mac nó khác nhau. Đối tượng dùng Mac thì thường nó ở cái phân khúc nó cao cấp và thường là cái hệ điều hành của nó cũng không phổ thông nhiều trên thế giới và nó chỉ chiếm khoảng dưới 20%. Còn hệ điều hành Windows thì nó chiếm đến hơn 80%. Còn nếu mà anh em dùng Mac thì vẫn là dùng Mac thôi, và anh em dùng Win vẫn cứ là dùng Win thôi. Và cả hai cái trải nghiệm nó hoàn toàn khác, và chúng ta so mọi cái biện pháp so sánh thì đều là khập khiễng và nó chỉ tương đối thôi các bạn ạ. Còn đối với tôi dùng cả Mac cả Win. Còn các bạn thì như nào thì tôi không còn biết. Tôi có một lời thêm với cái máy tính chạy hệ điều hành Mac hiện nay chỉ có Apple sản xuất và chỉ có họ thôi. Thành ra nó cũng hơi giới hạn về cấu hình và họ hơi có một chút là độc quyền. Còn riêng trên máy Win nó rất nhiều nhà phát triển, và chính vì thế cái kho ứng dụng và cái khả năng mở rộng phần cứng trên máy Win nó cũng lớn hơn nhiều so với Mac. Anh em xem như thế nào hợp lý thì anh em lựa chọn. Đây chỉ là ý kiến cá nhân và kiến thức của tôi thôi, còn anh em có những ý kiến gì hoặc là có những cái đóng góp gì thì anh em comment bên dưới, hoặc là anh em không hiểu cái gì thì cứ đặt câu hỏi, chúng tôi sẽ biên tập và làm những cái video trả lời cho các anh em. Chương trình đến đây là kết thúc, chào tạm biệt anh em.